Em chào tất cả bác nha, vẫn là chương trình sale chào mừng đại lễ và hôm nay sẽ là video cuối cùng nhất mà em sale hàng. Ngày mai em sẽ bán về giá thường hết tất cả mọi con hàng các bác nhé. Vì lý do cũng như là hôm qua em đã lên một video sale rồi, nhưng mà nhiều bác vẫn chưa sở hữu được con hàng của mình, cũng như là chưa tìm được con hàng mong muốn thì hôm nay em sẽ lên một loạt khác với tất cả những con mà hôm qua em vừa lên. Thứ nhất cũng là để các bác được tham khảo nhiều hơn Thứ hai cũng là để bác nào hôm qua mình chưa săn sale được Thì mình săn sale luôn trong cái video ngày hôm nay cho em nha Đại lễ qua 4 ngày qua rồi và hôm nay sẽ là video cuối cùng nhất Qua hôm nay em sẽ bán lại giá tường nên các bác Mình cứ tranh thủ trong video này cho em Giá hôm nay vẫn chỉ từ 160.000 đến 350.000 con cao nhất các bác nhé Các bác lưu ý cho em 160.000 đến 350.000 những con hàng bình thường không dưới 420 000 thì hôm nay cũng chỉ để cho tất cả các bác là 350 000 thôi. Bây giờ mời các bác cùng em theo dõi nha. Đầu tiên sẽ là lên một em rau mini cho tất cả các bác chuyên đi thường đi phiếu đi câu. Bình thường con này em để giá cho tất cả các bác là bao nhiêu ạ? Bình thường em để là 250 000 đúng không ạ? Hôm nay để cho tất cả các bác chỉ có giá là 160 000 Gọi là chỉ có lỗi không lại rồi các bác ạ. Nhưng mà mừng đại lễ mà em vẫn để cho tất cả các bác. Lưỡi hai em này đều là lưỡi 13,5 cm, độ dày sống lưng là 5 ly. Hai dòng đều ốp full tang bác nào thích mã nào thì mình lên mã đấy cho em. Duy nhất hai em này 160k, bác nào ưng thì gọi em luôn qua cái Zalo là 0347753780. Chuẩn giao phúc sen các bạn. Con này, con này là bằng Kbi các bác nhá, cabi cho em đấy ạ đến mã thứ hai một con gọi là bọc đồng con này bình thường em bán sẽ là với giá là là chưa bao giờ chưa bao giờ có giá là 350k hôm nay để giá con này cho tất cả các bác là 350k dòng bọc đồng nguyên miếng như thế này cho em các bác ơi bình thường con này bác nào mua của em rồi biết ạ à? con này bình thường em bán là 480.000 chưa có ship đúng không ạ Đấy hôm nay sale cho tất cả các bác còn một em duy nhất cho bác nào thích cái dòng bi bọc đồng như thế này Thích dòng bi bọc đồng Thì mình tham khảo con này cho em Em để cho tất cả các bác chỉ có là 350 nghìn một em mã số 2 thôi Đến mã số 3 dòng Curi bản to Curi bản to này thì hôm nay cũng để cho tất cả các bác một cái giá mà các bác không phải lăn tăn một cái gì luôn Cứ thế là quất thôi một khi mình đã ưng Không phải lăn tăn các bác nha Cứ thế mà quất thôi Em này để cho tất cả các bác chỉ có giá các bác ạ 300 nghìn 300 000 em đầu tiên mã số 3 duy nhất một em Duy nhất một em 300 000 cho tất cả bác lưỡi là 26 Bản rộng và rộng nhất rơi vào 5,2 Và độ dày sống lưng là 5 ly ốp full tang 3 lỗ đồng nhìn cái cán cực Kỳ đẹp con này mẫu mới em mới ra luôn đấy ạ Vừa mới ra lên bán cho các bác đâu đấy Khoảng một video thôi chưa lên từng video thứ hai luôn Một em duy nhất cho các bác nào Đang săn sale cái video cuối cùng trong đại lễ của em là 300k Mã số 3 Đến mã số 4 Một con ta rang một con ba thang mỏ chim giọt Rất là thiết tha như thế này Con này mỏ chim tròn đẹp Rất là xinh các bác thấy đấy ạ Tròn đẹp xinh cán thì cán giọt Có lỗ đồng ở đuôi dao Dày thì dày 5 ly Dòng kabi bao chặt nặng chặt đầm sướng cho các bác Thực ra con này nhìn rất xinh luôn các bác ạ Tự dưng em lòi đâu ra một con vì là hôm qua lỡ đi hàng cho nó hết rồi Hôm nay phải moi móc còn con nào mang ra sale con đấy cho tất cả các bác Tất cả mọi thứ đều rất con rất là đẹp này, có lỗ đồng đuôi dao này. Cám này là vân gỗ tự nhiên này. Đấy. Lưỡi là lưỡi mỏ chim này, rất là xinh tròn các bác nhá. Một em duy nhất 300k. Đấy, mã số 4. Đến mã số 5, hôm qua em có lên, hôm qua em lên là lưỡi 21 em đã để là 300 rồi. Thì hôm nay để cho tất cả các bác này, con số 4 này 300 này. Con số 5 một em tông chặt chốt hai đinh như thế cho em. Cán là cán muôn hàng mới tình tinh, dòng là dòng nhíp. Con này thuộc dòng dao bếp nên là em để cho nó là dòng à, nhíp xe ben. Các bác dùng thoải mái đi. Bếp vừa đi rừng vừa đi à, sử dụng nhà bếp được, vừa đi rừng vừa chặt rửa chặt rước được, cực kỳ thoải mái luôn. Con này các bác không phải lan tan em để cho tất cả các bác. Con này chỉ có là 280 000 Mã số 5 các bác ơi, mã số 5 tông chặt 280 000 nhá. Đến mã số 6, Dòng cabi mài trắng này Cabi mài trắng này Một con cu dòng cabi mài trắng cho tất cả các bác này Bình thường em bán em này không dưới 350 đúng không ạ Hôm nay để cho tất cả các bác này Một cái giá thôi Một cái giá duy nhất thôi 280 nghìn mã số 6 Tranh thủ luôn nha các bác này Tranh thủ luôn nha Tranh thủ luôn Em lên hàng thì các bác tranh thủ luôn cho em Bởi vì giá ở đây là mình không phải lăn tăn rồi Đấy Hôm qua anh nhà em có bảo là Hôm nay chạy deadline sao mà bon mồm thế Con nào cũng sale rất là mạnh Nhưng không em chỉ sale nhất mấy ngày hôm nay thôi Xong là sau này em không sale nữa Bởi vì em nói các bác ơi Em là người cực kỳ ít sale hàng luôn Sale nó ngày hôm nay thôi Nốt ngày hôm nay, bác nào ưng thì triển khai luôn cho em Một em pa đang chặt lưỡi ở đây đến đây là 30 Bản thượng là rơi vào 5,5 Độ dày sống lưng là 5 ly như thế này Có lá chắn đông vàng, cán gỗ cầm chỉ chốt hai đinh Vô cùng chắc chắn, chặt thì phải nói là bao đầm Con này các bác vừa sử dụng gia đình được, vừa sử dụng đi rừng được Các bác ơi, sale cho tất cả các bác 350 nghìn dòng lá chắn đông, cán gỗ cầm chỉ Quá là đẹp như thế này các bác nhỉ Sale nốt hôm nay thôi bởi vì là hôm qua thực sự là hôm qua có rất nhiều bác quan tâm đến các mã sale của em bởi vì tại sao em sale để em sẽ sale hàng phổ thông hàng phổ thông em nhắc lại lần nữa là để cho nhiều bác mình có cơ hội săn sale hơn bởi vì nó phù hợp phù hợp với rất nhiều bác nên là em sẽ áp dụng những cái dòng hàng phổ thông để sale mạnh cho tất cả các bác để các bác mình dễ lựa chọn và dễ sử dụng hơn và dễ sở hữu hơn luôn mà ngay đấy một em parang như thế này có lá chắn đồng vàng như thế này để cho tất cả các bác chỉ có giá là 350 nghìn thôi các bác ơi Đấy là hai mã Đến mã tiếp theo là mã số 8 giờ mũi tủ này Đang lên video cho các bác mà trời mưa Nên là nó sẽ có chấm chấm trên lưỡi dao như thế này Một em dao mũi tủ cũng là lưỡi 30 này Độ dày sống lưng là 5 ly các bác thấy không ạ Lá chắn đồng vàng cán có lỗ đồng của đuôi dao này cán chốt đinh đồng này cán gỗ cầm chỉ chốt hai đinh này cầm thì cực kỳ là chắc chắn và khỏe khoắn các bạn bác nào thích mũi tù thì mình tham khảo con này cho em là dòng mũi tù nha dòng mũi tù lưỡi 30 vừa chặt xương ống chân giò được vừa phát chặt cây tre củi mọi thứ rất là tốt luôn rất là dễ dàng đầm chắc tay hôm nay lên toàn hàng dài cho bác thôi nếu như hôm qua em lên toàn hai con hai lưỡi 20 21 đấy rất là nhiều bác đáng hơn xem được trong video tối qua mà em lên 20 phút thôi là gần như em không còn một con nào hết Chính vì lý đó nên em lại tiếp tục lên cho tất cả bác một loạt dòng dao đa năng mà thông dụng nữa Thì mã số 8 em để cho tất cả các bác chỉ có giá là 350.000 thôi Còn đây ạ, một em dao mèo chắn đồng Lưỡi 30, giày 6 ly Mèo chắn đồng lưỡi 30, giày 6 ly Chốt hai đinh cán gỗ cẩm chỉ các bác thấy không ạ Chốt hai đinh cán gỗ cầm chỉ Cũng để cho tất cả các bác một cái giá thôi 350.000 Em nói rồi hôm nay hàng không quá 350.000 Từ 160.000 đến 350.000 Mà sở hữu một con dao mèo lưỡi 30 Có lá chắn đồng vàng Cán gỗ cầm chỉ chốt hai đinh như thế này là tuyệt vời Các bác ạ Không phải lan tan đâu Chất lượng Riêng chất lượng lưỡi bên em thì các bác không phải lan tan Chỉ là hôm nay Săn sale đại lễ hôm cuối cùng nhất Thì các bác tranh thủ cho em zalo của em vẫn là một số 0347753780 Các bác nhá Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều ạ Xin chào tất cả các bác Chúc tất cả các bác là săn sale được trong video ngày hôm nay và chuẩn bị đón một uh, công uh, ngày mới công việc mới trong tuần tới thật là thuận lợi các bác nhá chào tất cả các bác ạ à.